đây thêm một anh bon chạy xuống nữa đây các bạn. Quá trời, bữa nay bây giờ thì giống như là giờ cao điểm này các bạn. Bây giờ thì đã mạnh lên nữa rồi nha. Nhưng mà chưa mạnh hung nữa các bạn. Tầm trưa anh này anh chạy sao mà tấp vô phao dưới trời. Ôi dạ. Tại vì mấy chiếc bon gò dính vô phao quá. Tại vì mấy chiếc bon thường thường là thả trôi không bạn, bởi vì lái ít có khi nào ăn lắm. Còn như khỏi rồi các bạn, anh lấy lại được rồi. Nè các bạn xem nè, cái chiếc bon nè, nó chạy xéo qua bên luôn nè các bạn. Không biết là ảnh chạy khá vô trong bờ để anh núp sóng hay là anh bị mất lái nữa các bạn. Trời ơi, sóng quýnh đằng đẳng kìa. Quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Đó, anh giờ anh lấy ngay lại nè các bạn. Đó các bạn thấy không, bây giờ anh lấy ngay lại nè. Mình nghĩ là chắc ảnh do bị khuất tầm nhìn không thấy cái phao đó các bạn, nên ảnh mới đánh hết lái để mà né cái phao, rồi bây giờ anh sẽ lấy ngay lại. Tại thường thường là nước gồng người ta phải chạy giữa sông để cho lợi dụng cái sức nước cho nó đẩy mạnh thôi các bạn. Tại vì đang đi nước xuôi thì đâu có cần thiết phải đi trong bờ làm gì. Mình cứ tưởng là ảnh núp sóng không nha. Quá trời sóng nè má ơi. Bây giờ đó thì chưa có phải là giờ đỉnh điểm nữa. Nó tầm bây giờ thì tầm khoảng được 60% rồi đó. Khi mà nó lên tới đỉnh điểm nó còn mạnh muốn gần gấp đôi cái này nè các bạn. Đó. Quá nguy hiểm luôn. Mấy anh bon cát này phải nói là đi những cái mùa sóng gió này phải nói đắm đuối luôn nha các bạn. Tại vì bon cát nó sóng quýnh thì sẽ bị tràn cát, và vậy mà anh phải tắn mũ rồi rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà chiếc này thì mình chưa thấy tắn mũ nha. Chiếc này cũng rất là đẹp đây, chiếc đầu kéo mà sao rất là đẹp đây. Ôi ơi cái đầu nè, quýnh nè. Tại vì ảnh đang chạy hơi xa, bây giờ mình dơm gần lại có thể là màn hình hơi rung lắc một chút xíu. Mọi người xem thông cảm giùm mình nha. Và chút xíu nữa ảnh lại gần hơn rồi mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Đây các bạn dòm này, ảnh đã từ tuốt Mỹ đằng kia lần đó. Đó các bạn thấy không. Đó bây giờ thì hết cỡ rồi đó. Ảnh nằm tuốt Mỹ đằng kia lần đó. Bây giờ mình phải phóng lại đàn đảng, bởi vì khi mà mình dơm lớn lên á thì cái màn hình mình sẽ hơi rung một chút xíu, cái độ rung nó cao hơn khi mà mình thu nhỏ lại. Bây giờ thì tiếp tục cho mọi người xem tiếp đi. Cái đầu mũi ảnh quá trời sóng nó quýnh, tại vì thường thường mấy chiếc bon các bạn cái mũi nó chẳng cản nước lắm, không có chẻ nước giống như xà lan. Cái chiều ngang của những chiếc này nó trên 10 mét không à, tầm 13 mét các bạn, 13-12 mét. Tại vì những cái chiếc này cần cái chiều ngang lớn để cho nó vững tàu đó các bạn. Tại vì ảnh chở hàng thì giống như là hàng cao cơ vậy nè, nên phải cần cái chiều ngang lớn để cho tàu mình nó được vững, cái chiếc bon nó vững. Các bạn thấy những cái cơn sóng to đùng 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 như thế này mà lượng do ảnh không hề lắc lư là các bạn hiểu được đó, cái chiều ngang nó lớn cỡ nào rồi đó. Nó đầm thôi các bạn, không hề lắc lư một chút xíu nào luôn, rất là vững luôn. Đây tiếp theo đây. Ô trời à. Coi cái mũi hồi là phải nói là rung giò hết trơn các bạn. Hàng khô là không thể nào mà đi kiểu này được nha. Tại vì hàng khô là mình phải chở nổi thì là nổi, chứ cái nữa là phải có nắp hầm để bảo vệ, giống như là gạo mà mình bị ướt rồi sao mà ăn được. Đem lại tới chỗ là nó sình binh luôn à. Còn chở cát như thế này, chở cát, chở đá như thế này thì nó đỡ được cái phần là không sợ hàng ướt các bạn. Đỡ được cái phần bảo quản. Còn mà mình chở hàng khô mà là bon bạc này là chở không bao giờ được nha các bạn. Trừ khi là chở công thôi. Gạo tắm rồi đó. Nó ướt một cái thì nó thúi quắc luôn chứ còn ăn gì uống gì nữa. Wow, chưa lên thì giờ thì nước gồng xiết nha. Tầm khoảng nước mà đứng lớn các bạn là nó sẽ mạnh gấp đôi cái này. Quá ghê gớm luôn các bạn ơi. Cho các bạn xem sóng quýnh mà cát nó tràn ra ngoài nè các bạn. Đó các bạn thấy vừa quýnh lên là có thêm một giọt nước đen ở trên chảy xuống là nước cát cái tràn ra nè, nó các bạn thấy không.
Trời ạ. Bởi vì khi nào mà sóng mạnh quá thì bạn phải bắt buộc phải tắn mũ nha các bạn. Tắn mũ để mà bảo vệ cái chân cá của mình không bị sạt lở. Nếu mà nó bị sạt lở thì nó sẽ bị nghiêng tàu, nghiêng bon. Rất là nguy hiểm. Nhìn mấy chiếc này li lừ giống như là một cái núi cát đang di chuyển ở trên mặt nước vậy các bạn. Đây các bạn thấy không? Giống như một cái núi cát vậy nè, nó giống như là một cái núi cát đang trôi ở trên mặt nước vậy, giống như là một tảng băng vậy. Đây là cái chiếc đầu kéo Long An rất là đẹp. Biển số máy đây. Đây biển số của anh đây các bạn. Mấy anh tài công này là phải nói là giữ trời không nha các bạn. Tại vì mấy chiếc này rất là khó lái hơn tự hành lắm. Đây chiếc này thì đi 4 người nha các bạn. Hiện tại thì là mình thấy 4 người, ở sau 2 người. Ở trước mũi một người và phần tài công là một người. Còn không biết còn ở trong cái phần cabin hay không nữa thì chưa biết các bạn. Đây các bạn, ở ngoài xa đằng kia thì có thêm hai chiếc xà lan đang đổ xuống ha. Đây các bạn, giờ mấy chiếc ghe mà nó nhảy nè các bạn, cũng như là xe ngựa vậy đó. 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 Mà chiếc ghe mình đậu ở trong bờ đó các bạn, mà còn cỡ đó là ở ngoài sông nè, ở ngoài giữa sông nè. Canh hồi sau này mới giữ dằn nè các bạn. Canh hồi sau này nãy mình thấy anh sóng bính trẻ mũi luôn. Hồi nãy anh mới vừa né cái phao vàng này nữa nè. Cái phao vàng quần què này. Nó nhỏ xíu siêu à. Bởi vì mấy anh em xà lan chạy nhiều khi bị khuất tầm nhìn là cứ lẻ gỏng không mà. Tại vì nó bỏ ngay giữa sông, ngay luồn lạch luôn đó các bạn. Chứ bình thường của người ta thì nước gầm này thì anh em thường thường thả giữa sông xuống, bởi vì nhiều khi là không để ý là chút xíu là tới rồi, tại vì nước xuôi chạy rất là nhanh. Hồi nãy mình mới thấy ảnh đâm ngang để mà né cái phao đó nữa. Đây các bạn nè. Hồi nãy chiếc bạc kia, chiếc bo kia thì cũng né hết một lần rồi. Còn những anh em nào mà đi đường quen thì nhớ địa điểm phao nó nằm ở đâu thì rất là dễ dàng ha. Còn những anh mà mới đi thì chưa quen đường thì nó hơi bị bỡ ngỡ chút xíu. Đây, trời ạ. Tới nữa đây. Mình ngồi trong ghe mình mà bây giờ mình phải nói kìm cái máy quay của mình là nó cứng ngắt luôn các bạn. Cho nó bớt rung lắc. Chứ chiếc ghe mình đang giống như là đang cởi ngựa mà quay phim cho mọi người xem vậy. Đó các bạn thấy không? Cái chiếc này thì chở nổi nha các bạn. Anh này chở đóng cát đẹp quá, chở nổi nè. Chắc mình nghĩ là lấy từ ở trên dùng An Giang hay gì xuống, bởi vì xuống tới đây tàu mới nổi cỡ này nè các bạn. Chứ thêm cái phần nữa là các bạn thấy đóng cát nó khô không? Nó khô mà nó được ban rất là đẹp này là có nghĩa là đã lấy từ tú ở trên thượng nguồn quá. Xuống tới đây thì tàu nổi như thế này. Còn mà mấy anh lấy gần ở đây thì ra là phải nói là nước lên nửa quầy hầm hàng. Khi mà bơm nước khoảng tầm nửa ngày là nó sẽ nổi như thế này đó các bạn. Còn anh ngoài trước đây. Anh ngoài trước thì cũng dữ lắm mình. Trời ơi má sống nè. Thì phải nói mà khi mà gặp gió bắc hay gì lộn gió nam kiểu này là phải nói là gung giò hết trơn nha các bạn. Bây giờ thì tay mình cà gung cà giật luôn nè. Đây cái chiếc này thì khẩm hơn chiếc mà sao đây các bạn. Đây đóng cát nè các bạn, giờ không cửa nhẹp nè. Có nghĩa là cái anh này anh lấy gần đâu ở đây nè. Chiếc này thì Cà Mau nha, 24243, biển số rất là đẹp. Cái mẫu cũng rất là đẹp luôn. Những cái mẫu mà đẹp đẹp như gì thì thường thường thịnh hành ở Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp cũng có, Bến Tre. Đa số bây giờ thì người ta cải cách mẫu lại rất là đẹp rồi các bạn ơi. Mà bây giờ thì mình cảm thấy là An Giang với Tiền Giang là rất là mạnh nha, rất là mạnh những cái mẫu mà đẹp. Chiếc xà lan khủng thì thường thường ở An Giang rất là nhiều. Đó. Đi ghê quá các bạn ơi. Bây giờ mình ngồi lên chiếc ghe mà nó lắc như ngựa ơi trời. Đây cho bạn xem anh ngoài sau nè. Anh ngoài sau này đang chạy tốc độ nha, gần tới anh ngoài trước rồi. Ôi ôi đã. Đó. Đó. Thường những dòng máy của để mà đặt cho những cái chiếc xà lan như thế này thường thường đa số là Cummins nha các bạn. Cummins là một loại dòng máy của Mỹ.
Thường thường là có combo 250, 290, 315, 350, 400, 450, 500, về tới K19, K38, V28. Đầy đủ các dòng máy N14 nữa các bạn, thường là thuộc thương hiệu của combo. Tại vì những cái dòng máy đó phụ tùng nó đầy đủ, rất là dễ mà chỉnh sửa. Với thêm cái nữa là mình đi tới chỗ nào đa số thì nó thịnh hành đó các bạn. Nên gặp những người thợ mà ở trong thị xã hay là đâu đó thì nó cũng có nha, cũng có phụ tùng để mà mình làm. Còn những cái dòng máy khác thì đa số thì ít anh em nào xài, tại vì cái phụ tùng nó khó kiếm các bạn. Mỗi lần mà muốn sửa chữa hay gì đó phải đi ra tới ngoài Sài Gòn hoặc là thành phố. Bởi vì mà tại sao những anh em xe lan thường người ta đặt dòng máy cũng rất là nhiều. Biết thêm một phần nữa là combo nó rất là lực nha các bạn, rất là lực và rất là mạnh luôn.